Xin chào tất cả các bạn đã tới với video của Chu Hoài Bảo. Thì hôm nay Bảo sẽ tích cực quay liên tục hai video react luôn. Thì Bảo vừa quay video về cái movie về bài Beautiful của One trước. Thì bây giờ Bảo sẽ, cái này là rất là nhiều bạn yêu cầu Bảo nè mà Bảo chưa có thời gian làm. Thì hôm nay Bảo sẽ làm là bài You Are của God Sevens. Thì Bảo chưa có MV này và cũng chưa nghe nhạc luôn. Thì hôm nay các bạn sẽ cùng nghe với Bảo nha. Cái gì mà sâu thế. Trời, quảng cáo. Rất thích mấy cái bài mà cái tặc 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 này nè các bạn. Mỗi lần mà thí dụ mà mình mở cái nhạc lên mà mình nhảy á, mình để làm gì nè, cái nhìn nó ngầu ngầu sao á. Kiểu bài hát bay bổng quá à. Giai điệu hay ghê á. Cảm giác giống như cái khúc này, khúc đang hát về bầu trời đúng không? Hát cái khúc đó xong là muốn bay lên trời thiệt luôn á. Chắc cái video này quay ở Trung Quốc. Bảo đoán thôi nha. Nếu mà bạn nào biết có thể comment ở dưới cho Bảo biết nha. Ôi, ở thích cái giai điệu kiểu giống này nè. Mà kiểu cái điệp khúc á, mà cái người hát chính người ta ngưng cao cái giọng hát người ta lên á. Cái này rất hay quá. Cái giọng nó nam tính, cái giọng nó nam tính làm sao á. Nam tính mà nhìn khi mà phát âm ra nhìn cái tiếng nó chậm chậm á. Ồ, em đẹp quá. Ồ, có tính cái nội nguyên nhiều quá các bạn ơi. Ngay bút đứng bãi cỏ nè, màu đẹp ghê quá. Trời ơi, hay quá. Cái bài này chắc là thiên hướng về nhẹ nhàng và hình như là nghe cái đoạn điệp khúc mà những cái đoạn điệp khúc á mà chắc Bảo sẽ đoán được nha. Bảo chưa coi việc sub nha. Bảo sẽ đoán là chắc cái điệp khúc có nhắc tới bầu trời. Bảo nghĩ là điệp khúc sẽ có nhắc tới bầu trời đó, tại vì từ từ để Bảo lên được. Nói chung là Bảo rất là thích cái điệp khúc và bài hát này rất là hay. Và Bảo nhìn trong MV này, hình như trong nhóm này, nhóm nhóm nhạc God Seven này có hai bạn là Bảo thấy quen quen. Hình như hai bạn đã từng đóng phim rồi.
hình như đóng phim với lại Chiyon của Tiara. Nhìn hai bạn này rất là quen. Hai bạn bạn nào ta? Để Bảo xem lại từ từ để chút nha. Kéo 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 kéo. Cái bạn này nè, từ từ. Đó. Để bật bộ cho các bạn xem. Các bạn. Cái anh này nè các bạn. Cái anh này nè nhìn ảnh rất là quen, hình như là ảnh có đóng phim á. Đóng phim với lại Chizen với lại một anh nữa. Đâu ai trời ơi kéo mệt lắm. Không phải. Phải. Ai ta? Không phải luôn. Hồi nãy thấy một người đó mà. Đây nè. Mới vừa qua luôn. Đó đây nè. Hình như hai người này đóng cùng với lại Jason Tiara trong một bộ phim nào đó bảo quên rồi. Mà hình như bộ phim nó nói về học đường á, hình như bộ phim nó về học đường á, nhìn rất là quen luôn. Tại vì hồi hồi lúc mà bà bảo bây giờ là bà đỡ đỡ rồi đó các bạn, bà đỡ đỡ. Hồi lúc mà bảo hả mà 13, 14 tuổi hả là trời ơi bà cuồng lắm, cái gì bà cũng coi hết luôn á. Nhưng mà bà không nhớ. Tức ghê. Thôi để sau, thôi bây giờ sẽ kết thúc cái video này và sẽ đi tìm hiểu về thông tin của nhóm và đặc biệt là hai thành viên này. Để coi coi hai người này là ai nha. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Nếu mà các bạn thích video này của Bảo thì đừng quên là subscribe channel của Bảo để được nhận những video mới nhất từ Bảo nha. Bye bye các bạn. Chúc các bạn có một buổi chiều vui vẻ. Bye bye. Hẹn gặp lại các bạn nha.